Dạ vâng ạ, dự báo là Cần Thơ và toàn Nam Bộ tối nay trời mát mẻ và lý tưởng để mọi người có thể ra ngoài vui chơi cuối tuần. Tại thành phố Cần Thơ thì trời không mưa, nhiệt độ giảm tới gần chục độ so với ban ngày. Lúc 19 giờ, nhiệt độ sẽ khoảng là 29 độ C, sau đó thì giảm dần và thấp nhất vào sáng sớm mai xuống còn 25 độ C. Cùng với Cần Thơ thì các thành phố khác của miền Tây Nam Bộ như là tại Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng hay là tại Bạc Liêu thì cũng sẽ có thời tiết đẹp trong tối và đêm nay. Nhiệt độ dao động vào khoảng 24 đến 26 độ C. Riêng chỉ có thành phố Vị Thanh là 23 độ C, se lạnh. Sang đến ngày mai thì trời lại ít mây và nắng mạnh. Một số nơi sẽ có nắng nóng 35 độ C như là tại Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc. Còn tại Cần Thơ và các nơi khác thì phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Không khí khá khô với độ ẩm thấp nhất nhiều nơi đều dưới 55%. Trong thời tiết nắng khô như thế này, các khu chợ, nhà xưởng nếu như bất cẩn để xảy ra cháy nổ thì dễ lây lan rộng và khó kiểm soát, có thể gây thiệt hại lớn. Để có thể phòng tránh thì quý vị chúng ta nên sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tránh xa các nguồn lửa, nguồn điện bởi nhiều vụ cháy kho xưởng là do chập điện. Vì vậy cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống điện. Chuyển sang thời tiết thành phố biển Phú Quốc. Ngày mai thì nắng từ sáng cho đến chiều, không khí thoáng đãng nhờ có gió biển thổi đều, nhiệt độ sẽ không vượt quá 32 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, đêm nay gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ ngày mai thì gió sẽ giảm dần. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km.